Xin chào mọi người, mình là Jerry đây. Dạo gần đây thì lòng mình bộn bề những lo toan và sự tiêu cực, nên mình sẽ đi chùa để tìm lại chân ngã, tìm lại sự bình yên, an nhàn của cuộc đời. Và mình sẽ cầu nguyện cho người thân mình một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Và sơ nét về chùa Hòa Hưng thì đây là một ngôi chùa được thành lập vào năm 1972 và đã trải qua hai lần trùng tu, một lần vào năm 1990 và một lần vào năm 2002. Ngày hôm nay có rất nhiều người đến với chùa cùng một tâm thế, một lòng, một dạ hướng về những điều thánh thiện, những điều tốt, hoặc chỉ là trong lòng bất an tìm đến chùa như để xoa dịu tâm hồn. Và đồng hành cùng mình hôm nay thì có các anh chị em đồng nghiệp của mình. Họ đều rất dễ thương và cực kỳ vui tính. Và mời mọi người theo chân của mình thì bây giờ chúng ta sẽ đến chánh điện và bắt đầu tụng kinh. Ở lần tụng kinh đầu tiên này thì mình sẽ tụng kinh Vu Lan. Thì kinh Vu Lan có thể được đọc tụng hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu. Và về nội dung của kinh Vu Lan thì bao gồm 10 phần.
Phần 1 là gìn giữ con khi mang thai. Phần 2 là khổ đau trong sinh nở. Phần 3 là lo lắng chăm bề đến lúc sinh. Phần 4 là nuốt đắng nhả ngọt. Phần 5 là nhường khô nằm ướt. Phần 6 là bú mớm nuôi nấng. Phần 7 là tắm rửa săn sóc. Phần 8 là thương nhớ không nguôi. Phần 9 là quá vì con thậm chí làm ác. Và phần 10 thương con trọn đời. Sau khi tụng kinh xong thì mình sẽ ở lại chùa để dùng bữa trưa. Và bữa trưa hôm nay sẽ là món hủ tiếu chay. Đây là một người chị của mình. Thì mình thấy chị là một người rất là nhiệt tình, luôn biết quan tâm tới mọi người. Và mình thật sự rất là quý chị ấy. Dạ, cảm ơn chị. Tôi chị bưng cho em máy, em quay luôn ạ. À, được rồi, được. Được chưa? Rồi đi, đủ rồi, em quay đi. Tìm gì giữa chốn trần gian, dạ thưa tìm chút bình an đủ rồi. Thì vlog của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.
Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye mọi người. Jerry out.